Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Và hôm nay là thứ hai đầu tuần ha. Thì em sẽ lên cho mọi người một cái cây trash Nhật rất là đẹp luôn. Rồi, thì đây mọi người, trên tay em hiện tại là một cây Kunzet ZST1R và là một cây màu natural ha, là một cái màu gỗ tự nhiên mọi người. Đấy, đây cây Kunzet ha. Thì cái dòng Kunzet này, nếu mọi người đã xem kênh của em thì thấy em cũng có review và cũng như là giới thiệu rất là nhiều cái dòng này rồi ha. Nó ở một cái mức giá khá là tốt, khá là rẻ, nhưng mà cái về cái phần chất lượng của nó thì rất là tốt ha mọi người. Đây là một cái dòng cái dòng nội địa của Nhật ha, đúng nội Nhật mọi người. Mọi thứ trên đàn đều là của Nhật hết ha, da mất da bằng hết mọi người. Rồi, thì cây này có một cái màu gỗ tự nhiên và cái body của nó được làm từ gỗ Alder ha. Đó. Đây, rồi em sẽ quay cái ngoại hình cho mọi người xem ha. Đó. Cây này thì rất là đẹp mọi người, không có bị những cái lỗi giống như là chày xước nặng hoặc là chốc sơn ha, nứt vỡ gì luôn. Đấy, một cây rất là hoàn thiện, rất là hoàn chỉnh. Đây, cần đàn là cần móc bồ nha mọi người. Mắt in da băng này ha. Rồi, mặt cần là mặt rosewood. Đó, vàng phím còn rất là tốt mọi người. Đây. Đầu cần ha, đầu cần logo Kunzet. Rồi, còn đây là ba chiếc bích cúp nguyên zin của đàn ha mọi người. Ba chiếc bích cúp nguyên zin nè, cấu hình là ba cái xương lụa coi. Đó, bộ ngựa còn rất là sáng nè. Rồi, và hiện tại thì cây Kunzet màu natural này em đang bán với mức giá là 10 triệu ha mọi người. 10 triệu cho cây Kunzet này, kèm theo là bao zin nè, bao zin bao Kunzet luôn và cần nhúng dây đeo phím cho mọi người ha, và cũng như là bao ship toàn quốc cho mọi người luôn. Đấy. Hiện tại thì cái màu gỗ tự nhiên này là em còn có một cây nha mọi người. Đó, cho nên ai có yêu thích thì cứ nhanh tay inbox cho em qua Zalo hoặc là điện thoại trực tiếp cho em ha. Đó. Rồi, và sau đây thì em mời mọi người nghe thử chất âm của cây Kunzet Natural này ha. Tiếng lên rất là hay luôn mọi người.